Rồi, mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay về lại kênh của mình. Thì lời nói đầu tiên thì Hoàng Tiến xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn và các anh chị em bên đội ngũ YouTube. Xin chúc cho tất cả các bạn có một cuộc sống thật là an lành. Thì hôm nay thì mình vừa hoàn thành hai cặp súp 40 với một cái lẻ nha các bạn, với một cái lẻ và một cái loa kéo. Thì nói chung thì trong thời gian gần đây thì mình bận cái công việc về cái vấn đề mà gia đình đó các bạn cũng đã biết rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại mình chú tâm vào cái việc sản xuất các bạn ơi. Đó, cho nên là mấy ngày nay thì nói chung thì mình lo mình sản xuất cho nó nhiều các bạn. Đó, rồi sau đó mình mới đem một lượt để ra để mà mình sơn luôn nha các bạn nha. Đó, thì nói chung mình làm xong rồi mình chuyển qua sơn. Đó, rồi mình trở lại mình làm thì nói chung thì nó mất thời gian rất nhiều các bạn. Cho nên là mình sản xuất một loạt như vậy đó, chừng 3 4 đơn hàng vậy đó, cái bắt đầu mình đem ra mình sơn một bữa các bạn. Nó chia ra cái công việc cái giống như là lúc nào chúng ta đóng thì chúng ta tập trung đóng, chút nào sơn chúng ta tập trung vào sơn nha các bạn. Đó, thì hôm nay thì cũng đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Thì hình như một cặp này là một cặp đó các bạn. Nè, này là cặp chung các bạn nha. Cặp này cặp chung là có chén cắm cọc loa. À, còn cái này thì riêng là nói chung là mấy cái đơn này toàn là ở miền Bắc các bạn ơi, có hai đơn này ở miền Bắc đó, còn đơn giữa thì anh này anh như ở ở Vĩnh Long. Thì mình cũng nói mà cái địa danh chút xíu vậy đó để cho những anh khách này anh biết là cái hàng của anh đã được lên đơn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nói từ cái nha các bạn nha. Bây giờ mình nói những cái nào anh đặc biệt đi. Chẳng hạn cái này đó, thì cái này thì cái anh khách này anh thấy cái video của mình trên kênh đó thì làm có một những cái mẫu thì nó có cái hình dáng như thế này các bạn. Các bạn thấy gì chứ nó đơn giản như thế này nhưng mà nó rất là hiệu quả các bạn. Là cái thiết kế của mình đó, là cái chủ ý thiết kế của mình đó, tức là cái miếng dán đó đó các bạn. Cái miếng dán đó đó nó sẽ đưa gió xéo về trên này để làm gì? Chúng ta đóng hơi xổm cái súp lên nhưng mà chúng ta sẽ giót xéo lại. Cái thứ nhất là chúng ta tạo cái lỗ hơi của nó, tại vì chúng ta khi mà chúng ta đã đóng xổm lên thì cái lỗ hơi nó rất là lớn các bạn. Mà lỗ hơi nó lớn quá thì nó sẽ gây cái tiếng bọng bass, nó không có các bạn nghe cái bass nó không có bị không được chắc các bạn. Cái điều đó là mình nói thì nói với các bạn vậy thôi nhưng mà các bạn trải nghiệm chưa thì mình không biết nha. Riêng cái bản thân mình đó thì đồng thời cái miếng dán đó, đó nó sẽ đưa cái bass chúng ta lên cái tầm ngang, tức là khi mà các bạn để cái lỗ hơi nó sát ở dưới đất, cái lỗ thoát hơi đó, thì các bạn nghe cái tiếng súp nó nằm ở dưới đất nó đi dài tới không. Còn nếu như các bạn cất nhẹ nó lên như thế thì nó chúng ta đi xa một chút xíu thì nó ngang tầm cái lỗ tai chúng ta hơn đó. Cái điều này thì cái điều đó là các bạn hãy tưởng tượng và các bạn nếu mà có điều kiện thì các bạn trải nghiệm thử như cái lời của mình nói hay không nha các bạn nha, có đúng như lời mình nói hay không đó. Thì cái giỏ này là cái giỏ của anh này, hình như là anh Việt Hà nè đó. Thì hôm nay lên đây để nói cái tên ảnh luôn để cho mà ảnh biết là cái hàng của anh đã hoàn hoàn chỉnh như thế này, chỉ còn một cái công đoạn sơn và làm lưới nữa thì mình sẽ giao hàng. Đó, thì mình quay như thế này để cho các bạn là thấy được là cái công việc của mình như thế này, mình không có bỏ bê đó, mà tại vì những cái công việc ở trong với gia đình cho nên là mình ngưng cái thời gian lại một thời gian như thế. Nó thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nữa các bạn. Cái này là cái để mình nói về cái chủ ý để mà cái mẫu này cho các bạn mà dễ hiểu ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thang sang cái mẫu bên đây. Đó, thì cái mẫu bên đây á thì cái anh khách anh kêu mình phải làm một cái vòng ở ngoài để cho anh bắt cái loa nó nằm ở trong cái hướng trong này. Thì nói chung cái này thì không phải là mình chê mình gì nhưng mà thật sự nó rất là tốn công các bạn, nó rất cực kỳ là tốn công. Nhưng mà thật sự mà nói gì cái hiệu quả thì nó cũng không có nhiều đâu, tại vì các bạn đưa vô thì cái bát nó cứ lấn vô không chứ nó cũng không không có hay ho gì, nhưng mà được con cái nó đẹp các bạn. Với lại các bạn để cái loa vô thì nó không có xê dịch qua lại nhiều đó, các bạn dễ thao tác hơn thì nó cũng không có gì đặc biệt. Thì lưới thì anh kêu mình sẽ là giót cái họng xéo vô như thế này, thì nói chung cái này là làm theo yêu cầu các bạn ơi. Đó, còn cái hàm thì dưới thì hai thanh nha các bạn nha, hai thanh hàm thì nói chung á một thanh hai thanh gì cũng không thành vấn đề đâu các bạn, tại vì các bạn thấy nó chắc chắn vậy thôi chứ thật sự nó không có gì mà để mà các bạn bận tâm đâu.
Tại vì khi đó đó, khi đó là cái miếng mà cái miếng bắp lo này chúng ta sẽ niền nó từ trên xuống dưới. Chúng ta sẽ niền ốc từ trên xuống dưới các bạn, là nó gây một cái lực rất là lớn rồi. Nó độ chắc nó rất là lớn. Bên kia chúng ta cũng niền xuống. Rồi trong khi đó nó sẽ từ đây nó sẽ giáp với cái miếng góc xéo này, thì nó sẽ mình chúng ta sẽ bắt cái miếng góc xéo này nữa. Rồi khi đó chúng ta phải niền nguyên một cái miếng góc xéo này nữa. Nói chung thì cái độ cứng nó rất là cứng, không cần cái hàm giữa nó vẫn cứng các bạn, chứ không phải hai hàm gì là nó cứng đâu. Đó, chỉ cần một hàm giữa thôi. Đó. Nhưng mà các bạn thấy làm hai hàm thì nói chung nó chắc thiệt, nhưng mà con cái thì nhìn cái mẫu nó làm như nó không được đẹp lắm đâu các bạn. Nó các bạn như là cái cặp mắt các bạn không biết làm sao, chứ mình thấy mình làm một hàm như thế này mà nằm ngay tim giữa thì nói chung nó hợp lý nhất và nó coi được nhất các bạn. Đó, còn cái đó thì mình không nói rồi nha, cái đó là theo cũng yêu cầu của anh khách. Đó, thì mấy cái này các bạn thấy không, nhìn nó thông thường đơn giản nhưng mà nhìn nó rất là đẹp. Đó, các bạn niền vách này rồi thì mình niền vách bên đây luôn, rồi các bạn niền luôn cái dáng nhõng này, thì từ cái máng dáng nhõng này các bạn thấy mấy con ốc này nè, mình sẽ xiết cái vô đó, thì các bạn nghĩ đi cái độ gung gơ, cái độ của cửa nào có mà nó mềm được đâu các bạn. Đó, thì cũng tùy theo ý thích thôi. Đó, thì các bạn yêu cầu mình làm như thế nào thì mình làm như thế đấy thôi, nhưng mà mình nói là nói cho các bạn để các bạn hiểu thôi, chứ không phải là mình chê khen gì. Nếu mà thật sự mà nói thì mình chê thì mình sẽ không nhận nha các bạn nha, nhưng mà mình cũng làm theo cái yêu cầu của tất cả các bạn. Rồi còn cái phần loa kéo này nữa. Đó, cái phần loa kéo này thì loa này là loa 2 tấc rưỡi nha các bạn nha. Cái loa này là loa 2 tấc rưỡi. Ảnh hiện tại anh có một cái cặp chép nó rất là đẹp các bạn ơi. Hàng là nói chung hàng nhập khẩu ha. Đó, cho nên là mình không bỏ cái chép đó, mình mới làm cái họng chép này mình để cho ảnh luôn, một cặp loa 2 tấc rưỡi. Thì hôm rồi thì mình tính là mình mua một cái cặp chép 250 hoặc 350 mình để cho ảnh, nhưng mà mình thấy cái cặp chép này ngon quá, mình không không có đành lòng nào mà bỏ của ảnh được, cho nên là mình làm cái cặp chép này để vô. Thì cái loa kéo này thì mình mua cho ảnh thêm một cái amply 16 con. Đó, thì mình sẽ ghép cho ảnh một cặp loa 2 tấc rưỡi và một cái cặp chép của ảnh nha. Đó, thì cái phần đó cái thùng ảnh gửi về cho mình thì lu bu quá, cho nên là mình cũng không có lấy được mấy cái đồ đó ra để mà mình làm một cái video để cho các bạn xem là khi mà mình nhận cái hàng của ảnh như thế nào. Đó, thì đồng thời là ở trên này nó có hai cái chén sắt các bạn thấy không, bên đây một cái nè, đó bên đây một cái nha các bạn nha. Thì ở nhà ảnh nói ảnh còn là một cái Audi Center, một cặp Audi Center nữa mà F8 cộng đó, F8 cộng nha các bạn nha. Đó, cho nên là anh về anh kêu mình làm cái chén sắt như thế này nữa, mình làm cho anh cái cây chống để về anh chống cái cặp Accenter 8 cộng nó vô. Đó, thì anh sẽ đánh với một cái amply 16 của mình ghép cho anh, cấy thêm một cái body quạt vô. Đó, thì anh kết nối từ đó lên trên. Thì tới chừng nữa mình sẽ làm kia chỉ cái là đường dây cho anh để mà anh nối từ đó lên trên cái full nữa các bạn ơi. Đó, thì anh về anh kết nối vô như thế. Đó, thì vòng vòng nó có nhiều, còn cặp súp hầm thì cái video trước đó thì mình đang làm, mình để bên nhà bánh mình cũng chưa sơn nữa, thì sẵn tiện đây thì mình cũng nói với tất cả các anh khách luôn. Đó, thì mình ở đây mình đã gần hoàn chỉnh hết rồi, nhưng mà chỉ còn cái công đoạn sơn với lại làm lưới, nói chung thì cũng khoảng tầm 2-3 ngày nữa mới xong. Đó, thì khi mà xong rồi thì nhà, các bạn thấy nhà mình cũng không còn chỗ để, yêu cầu xong là mình cho hàng đi, yêu cầu xong là cho hàng đi liền, chứ không để ở đây để mà nó chật chội đâu. Đó, cho nên là các bạn đừng có lo và các anh khách cũng đừng có lo lắng. Ở đây thì nói chung là làm xong là giao liền, làm xong là giao liền, chứ không có giữ đây để làm gì. Đó, cho nên về cái vấn đề mà nói mình đã nhận rồi thì nhất định mình sẽ làm. Đó, thì nó sớm muộn thôi. Nói chung thì cái con người tính thì không bằng trời tính các bạn. Đó, ta nói người tính thì không bằng trời tính á. Nhiều khi mình tính cái công việc nó đã xong không à, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta gặp những cái điều này, điều kia, điều nọ, cho nên cái thời gian nó kéo dài chút xíu, cho nên là các bạn nên thông cảm nha các bạn nha. Đó, thì ở đây thì chứ lần này mình ra một loạt một là cái quay như thế này nha các bạn, một loạt một các bạn. Đó, thì nói chung là giống nhau hết. Đó, ngay cái đợt hàng này mình làm theo một cái quay để giống nhau hết. Tại vì chúng ta làm nhiều cái đơn hàng như thế này, nhiều như cái đơn hàng như thế này, nếu mà chúng ta đo lộn á là nó phải sửa đổi tùm lum hết trơn các bạn, tại vì nó rất là quan trọng. Các bạn thấy vậy chứ khi mà các bạn lộng một cái quai, các bạn phải đo trái và đo phải, trong khi đó các bạn gáp hai cái miếng lại nó mới thành trái phải, nó mới gáp vô chung nhau các bạn nha. Thấy vậy chứ các bạn không, thấy vậy chứ không phải là đơn giản. Có thể là các bạn làm thuần thục lắm các bạn cũng mới có thể làm được. Còn nếu như các bạn mà đo trái đo phải
phải mà các bạn đo thuận bên phải trái, thuận bên trái, khi mà các bạn ghép lại đó là cái quai nó sẽ nằm ngoài và cái nằm trong đó, và nó cách nhau cái lằn mực, các bạn thấy không? Mình đo xong là cái lằn mực này nó nằm ở trong nè đó, cái lằn mực quai này các bạn thấy không đó. Cái không phải là mình đo lộn mà mình ghép nó lộn, mà các bạn biết sao không? Mình có thể mình sửa được, tức là khi mà cái lòng quai này mà chúng ta gáp ở mẹo ở ngoài thì có thể chúng ta đục ra chúng ta gáp mé trong được, chứ không phải là không được nha bạn. Nhưng mà nó không chính xác bằng chúng ta đo phía trong, chúng ta giấu ở trong thùng. Cái thứ nhất là cái nghệ thuật, tức là chúng ta giấu những cái đó nằm ở trong đó. Đó, chúng ta giấu những cái lằn mực nó nằm trong các bạn, và chúng ta sẽ lấy cái chuẩn của cái lằn mực đó. À, để mà chúng ta đo đạt, chúng ta để ngay cái lằn mực đó, chúng ta úp cái lòng quai này vô thì nó rất là dễ dàng, và cái công việc thì nó rất là trôi chảy các bạn. Mình kê cái miệng mình vô đây mình nói, các bạn nghe cái tiếng nó ấm không các bạn? À, nó rất là ấm các bạn nghe, nó phát ra cái tiếng các bạn nghe không, nó rất là ấm nè. Mình đem mình ở giả bộ mình alo các bạn nha, alo 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 alo, các bạn nghe ấm hỉnh không? Nó mình ra nè. Đó các bạn thấy không? Đó các bạn nghe không? Nè, alo, 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 alo. Thấy không các bạn? Đó, cái thùng á nó rất là quan trọng nha các bạn. Nó cho chúng ta một cái chất âm phải nói là tuyệt vời các bạn ơi. Khi mà chúng ta thiết kế cho nó đúng cái nguyên lý. Đó, các bạn thấy không, cái miếng dán xéo mình thấy không? Đó, mình làm á các bạn thấy không? Nó sẽ quánh chặt lên đó, nó đi xuống đó và nó gặp cái miếng dán xéo dưới gốc đó nó mới thổi ra ngoài. Cho nên là các bạn quánh cái bát nó cứ như vậy nè các bạn. À, nó cứ đi theo cái dòng hình dùng cung, nó đi hoài 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 ra. Nó không bao giờ nó nện vô trong cái nền ở phía sau, mà nó nằm nó giữ trong đó các bạn. Cho nên là cái tiếng bát các bạn thấy nó quánh một phát là bay, quánh một phát là bay. Đó. Nhưng mà đặc biệt chúng ta phải đóng cái hậu làm sao cho nó cân đối. À, tức là cái hậu nó ra được, nhưng mà nó phải đi sâu vào trong xong rồi nó mới ra. Nó đi sâu vào trong xong rồi nó mới ra. Là các bạn nghe cái bát nó hình 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 hình, các bạn nghe nó dứt khoát, nhưng mà cái bát nó sâu, nó mềm mại, nó sâu lắng. À, còn nếu như các bạn đóng cái súp mà vỏ mặt ngang như thế này, các bạn đánh nó ầm 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 vô đó cho thấy thật sự nó không bao giờ mà nó ra được cái lực cho cả các bạn đâu. Các bạn thấy ngồi ở sau lưng cái thùng thì nghe dữ dằn lắm, nhưng mà tới khi các bạn lỡ ở đằng trước các bạn không nghe, là tại vì cái hơi nó không thoát ra được. À, và có những bạn nói là mình làm súp này không biết nó có đi xa hay không. Thật sự mà nói cái nguyên lý của mình giải quyết, mình giải thích nó rất là nhiều lần, giải thích để cho các bạn hiểu là khi mà các bạn bắt cái lo vào đây thì nó sẽ quánh chặt lên trên góc đó, quánh chặt lên đụng trên cái góc trên cho nó đó các bạn, nó bắt đầu nó đi xuống dán chặn góc, nó đi xuống dán chặn góc dưới, xong nó mới lòi ra ngoài. Đó, cho nên cái bát các bạn mà các bạn gáp cái lo cho các bạn nghe là các bạn biết, các bạn phát hiện được là cái bát này nó ngon hay không từ cái giây phút đầu tiên mà nhạc lên cho các bạn nghe cái bát. Nó quánh phình 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 phình, nó cái nhạc nó cứ liên hồi vậy đó các bạn. Còn nếu như các bạn thiết kế mà nó nhồi vô dách á, thì các bạn quýnh nó ùng 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 như đó không à, nó cứ dồn hơi như đó mà nó không biết đi gì đâu, tại vì các bạn không có cái sự hỗ trợ cho nó. À, chúng ta thiết kế không có cái sự hỗ trợ để cho cái lực nó đi ra. À, các bạn chỉ cần, các bạn nghĩ là cứ mình đóng thành một cái thùng thì mình để gáp cái loa vô thì nó có bát, mình đồng ý là như vậy. Nhưng mà cái bát của tất cả các bạn nó có sâu hay không, nó có mềm hay không, và nó có lực hay không, cái đó mới là mật là cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải mà tính toán cho kỹ lưỡng các bạn, chứ không phải là chúng ta gáp giống như một cái mô hình để có chỗ để chúng ta bắt cái loa vô. Đó, thay vì chúng ta không có cái chỗ bắt loa, chúng ta để ở ngoài thì nó không có bát, đúng không các bạn? Đó, và chúng ta sẽ không lẽ bây giờ cái loa chúng ta cứ lật ngửa lên đó, mà chúng ta làm theo cái kiểu hình thức mà để có chỗ để bắt cái loa thì nó không đúng đâu các bạn. Cái âm thanh này không phải nói chứ nó khó trăm bề các bạn à, chứ không phải nó dễ đâu các bạn. Nhiều khi các bạn mà nghe được những cái dàn âm thanh mà các bạn thiết kế nó đúng, nghe nó rất là ấm áp, chép bát nó đầy đủ và nó dứt khoát, các bạn nghe thật sự nó rất là phê các bạn này. Còn nếu như cái mình mà lắp ráp nó không đúng, thế vậy chứ nó nhiều thứ quan trọng các bạn. Thứ nhất là bây giờ mình nói là nói đầu tiên về men đây, các bạn xài men là cái thứ nhất nè. Xong rồi nó mới qua tới cái vỏ nè, cái vỏ xong qua tới cái loa nè,
Đó, cái loa xong rồi qua tới phần cân chỉnh nè. Đó, rồi các bạn phải phân tầng, nói chung là nó đủ thứ hết các bạn, cái gì nó cũng khó hết chứ không phải là nó dễ đâu. Nhưng mà chúng ta muốn lắp ráp mà cho nó thành phẩm một cái dàn nhạc mà nó đầy đủ hội tụ hiệu hội tụ đủ những cái yếu tố đó, các bạn thấy nó rất là khó chứ không phải là đơn giản. Nó nhờ cái chút 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 các bạn thấy không, nó liên quan rất là nhiều. Đó, chúng ta mua được cái loa nó tốt mà chúng ta không chọn được một cái vỏ tốt thì cái vỏ cho chất âm tốt thì nó cũng chẳng có ra được các bạn. Mà nếu như chúng ta mua một cặp vỏ tốt thì các bạn mua một cái loa nó không tốt các bạn để vô nó cũng vẫn có được cái hiệu quả một chút đỉnh, là tại vì cái vỏ nó là cái vật hỗ trợ mạnh mẽ nhất và quan trọng nhất đối với cái chiếc loa. Các bạn có tin mình nói như thế không? Tại sao mà cái loa khi mà các bạn để ở ngoài mình quánh cái màn nó nhún nhảy nhưng mà tại sao nó không có bát, mà tại sao khi mà chúng ta đưa nó vào trong cái thùng thì nó lại ra bát? Nó cho nên từ chỗ đó chúng ta mới suy nghĩ rằng cái vỏ nó có quan trọng hay không. Nó cực kỳ quan trọng nha các bạn, phải nói là cực kỳ quan trọng chứ không nói là quan trọng nữa. Nó cho nên là cái vỏ nó quyết định khoảng 60 tới 70% cái chất âm các bạn. Đó, cho nên là có những anh em ở ngoài Bắc đó các bạn, họ đâu có thiếu đồ để mua các bạn. Ông ấy rất là nhiều xưởng loa và các bạn muốn mua loa bất cứ loa nào cũng có, loa bãi, loa mới hay là bất cứ của hãng gì họ muốn mua là mà họ có tiền là họ giải quyết được. Nhưng mà tại sao họ tìm vô tới tận cái miền Nam mà mình ở đây không phải là một cái xưởng gì đó nó hoành tráng hay là nó quy mô gì các bạn, nhưng mà tại sao họ vẫn tìm tới mình, là tại vì mình nói rất là chính xác. Và thật sự mà nói, những cái lời mình nói không phải là nói cái kiểu mà nói cho qua loa các bạn. Chúng ta vừa nói vừa thực hành để làm gì? Để cho người ta phát hiện được là cái điều mình nói nó có đúng hay không. Đó, cái điều đó nó rất là quan trọng các bạn. Đó, và mình giải thích theo cái kiểu như giống như là một cái loa, cái vỏ súp như thế này mà chúng ta bắt cái loa vào đây mà chúng ta đánh chạc lên góc nó xuống dưới, nó gặp cái miếng dán xéo này nè các bạn, sáng xéo này, cái miếng dán xéo này cực kỳ quan trọng các bạn. Tại vì khi mà các bạn đã đánh cái lực nó vô đó rồi là cái miếng dán này nè, khi mà nó luồn ngược trở ra thì cái miếng dán này nó sẽ gom những tất cả những cái hơi ấm của cái bát, nó gom vô đó nó sẽ máng lại và nó đi xuống cái hướng này. À, các bạn hiểu ý mình nói không? Giống như nó gom cái hơi ấm nó từ đây nó phóng lại đằng sau, mạnh ở đằng sau vậy nè, nó đi vòng xuống nó thì nó mới đi ra ngoài. Còn nếu như cái miếng dán này các bạn không thiết kế nó nhổng lên thì nó sẽ chịu cản cho lại, tức là nó đi lại đằng sau nó có thể là nó đi ngược lại. Nếu mà các bạn hạ xuống thì nó đi lực bao nhiêu thì cái lực đi ngược nó sẽ trở về như thế này. Cho nên là chúng ta cái miếng dán nhổng này chúng ta sẽ ép nó, chúng ta sẽ nhổng lên để chúng ta ép cái hơi nó để làm gì, cho nó đi ngược là phía sau cũng bắt đầu nó lộn xuống dưới, nó máng cái miếng dán này lại. Nó cái miếng dán này nó nằm như thế này, các bạn thấy mình để cái bàn tay này các bạn thấy không đó, nếu mà để ngay gì là cái miếng dán ngay, các bạn để gì là cái miếng dán nó nằm như thế này thì nó sẽ lộn về cái hướng phía dưới, nó tạo ấm thì một cái nữa nó sẽ thoát ra được cái lỗ hơi này đó, nó là như thế các bạn. Còn cái mẫu này còn cái mẫu này nè cái mẫu này nếu chúng ta đóng xổm cao lên chúng ta làm cái kiểu này nghe nó cực kỳ là hiệu quả các bạn. Cái mẫu này cũng hiệu quả lắm. Nó hiệu quả là các bạn biết nó hiệu quả về cái vấn đề gì không? Nó sẽ đưa cái bát của chúng ta đi theo cái hướng cái tầm của chúng ta vậy nè. Nó tức là nó không đi ở dưới chân của chúng ta mà nó đi tầm gần như bằng lỗ tai của chúng ta để chúng ta nghe cái lực súp. Đó, cái này nó thật sự mà nó cực kỳ là hiệu quả nha các bạn nha. Nó là một cái công đoạn nhỏ thôi, nó không phải là lớn nhưng mà nó giúp ích cho tất cả các bạn rất là nhiều. Đó, các bạn quýnh một cái đùng vô đó thì cái hơi nó đi hướng đó các bạn thấy không, nó sẽ tẻ ngược về trên đây đó, cho nên là nó đi ngang tầm chúng ta nghe đó. Cho nên là chúng ta nếu mà chúng ta xài một súp thì thiết kế cái mẫu này nó rất là hiệu quả các bạn. Một súp á rất là hiệu quả. Mà nếu chúng ta trồng súp hay là hoặc chúng ta chài súp đôi mà chúng ta dựng đứng lên thì chúng ta không cần cái miếng dán đó.
chúng ta không cần. Tại vì khi mà các bạn để như thế này thì nó ngang tầm mình nè, đó, nó ngang cái tầm mình nghe các bạn. Cái súp á, như mà chúng ta trồng lên, các bạn thấy cái cấu hình của mình đó, các bạn thấy không? Mình thường thường là mình trồng cái cặp cái ba lên, đó, cái ba nằm dưới, xong cái súp ba nằm trên, xong mới tới hai cái phun. Các bạn nghe cái tiếng nó rất là hay các bạn, tại vì cái tiếng súp nó đồng bộ, nó đi tới một cái hướng, nó hướng tới một cái hướng đó, thì các bạn nghe cái bát nó rất là đều và nó ngang tầm để chúng ta nghe. Còn nếu như các bạn để cái súp mà nó nằm dưới thì các bạn nghe cái tiếng bát nó không được đi xa lắm đâu, tại vì nó nằm đà đà dưới đất các bạn, nó không có đi lên cái không trung ở trên, cho nên là nó không được đi xa. Nó có những anh em các bạn thấy không, người ta phải trồng cho nó cao lên để làm gì, để tạo cái lực bát để cho nó ngang tầm mà chúng ta nghe nó dễ nghe hơn các bạn ơi. Đó, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái cấu hình từ xưa tới giờ thì súp là nó phải nằm dưới đất thôi, chứ không ai mà để trên đầu của cái phun được các bạn ơi. Cái điều đó là cái điều chắc chắn rồi, chẳng có ai mà làm thế đó đâu. Cái thứ nhất là chúng ta chống được cái lực hú của phun đó. Và cái thứ hai nữa là cái phun lúc nào nó cũng nhỏ cái súp ở trên, chúng ta không có để ngược ngạo gì được đó. Thì thường thường cái phun là chúng ta để lên trên để cho nó bay, thì cái súp cũng vậy các bạn, cái súp nó cũng bay được. Nếu như các bạn thiết kế một cặp súp kép đi mà nó nằm ngang, một cặp súp kép nằm ngang, bây giờ nó giống như một cái lo kéo mà các bạn nghĩ là nó khoảng giữa, nó nằm ngang như thế đó, các bạn cứ đánh như thế đi mà các bạn kết nối phun lên trên, nó không hay bằng khi các bạn dựng đứng nó lên. Các bạn dựng đứng nó lên xong các bạn kết nối vô cái phun thì cái tiếng súp nó sẽ khác nữa. Không tin thì các bạn cứ việc về lắp ráp thử cái đúng như ý mình nói hay không, như cái lời của mình nói hay không, nó nghe nó khác liền các bạn, tại vì nó vừa tầm mình nghe hơn. Còn cái súp mà nó nằm ở dưới đất quá, các bạn thấy nó không đi xa, các bạn dựng đứng lên xong các bạn đi một hướng nào đó, các bạn nghe cái tiếng súp nó khác hơn cái lúc mà chúng ta để nó nằm bẹp xuống dưới đất như thế đó. Vì vậy mà mình ở đây thì mình thường thường á là mình để cái súp ba dưới, tới cái súp ba kế nữa, cái hai cái phun nằm trên đầu là nghe nó rất là tuyệt vời các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video tại đây nha các bạn nha. Rồi bắt đầu mình sẽ lăn lót xong rồi mình sẽ bắn gai. Thì mình hứa với tất cả các bạn mình sẽ lần lượt gửi cho từng người một khi mà cái sản phẩm nó hoàn chỉnh. Thì hôm nay các bạn thấy ông trời ông cũng vui, ông cũng muốn chuyển mưa nữa các bạn. Ông chuyển tứ hướng cho nha. Mà ông mưa không biết mưa hay không. Thì nói chung mưa hay nắng gì mình cũng làm được các bạn, nhưng mà cái mưa nó gây cái bất lợi là tức là chúng ta không phơi được nắng cho cái thùng này. Cái thứ nhất là chúng ta làm như thế này nè, thì nhiều khi chúng ta đem tới đem lui thì nhiều khi nó cũng có cái độ ẩm trong cái dáng các bạn. Trước khi mà chúng ta muốn sơn, chúng ta đem ra chúng ta phơi nắng cho nó thiệt là gắt, xong chúng ta lăn lót lên. Cái thứ nhất là nó rút cái nước sơn vào, và cái thứ hai nữa cái dáng chúng ta nó sẽ không còn cái độ ẩm trong này nữa. Khi mà một lần cuối cùng mà mình tỏa nhiệt cho nó ra hết xong rồi mình tấp nước sơn vô thì nó rất là tốt các bạn ơi. Đó, còn nói gì sơn xe sơn này sơn kia chúng ta cần cái độ nóng. Còn về cái vấn đề sơn thùng này, dù cho mưa hay nắng gì chúng ta cũng sơn được hết nha các bạn nha. Nhưng mà có cái là cái gì cũng vậy hết, chúng ta sơn bất cứ cái gì cũng vậy hết, miễn mà chúng ta thiếu cái độ nóng là chúng ta sẽ dở hơn là cái lúc mà chúng ta đủ độ nóng các bạn. Nó là gì các bạn. Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy kênh mình có hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn nha. Đồng thời các bạn sẽ nhận được những video sớm nhất từ cái kênh của mình. Và một lần nữa thì mình xin chúc cho tất cả các bạn và các anh chị em bên đội ngũ YouTube, xin chúc cho tất cả các bạn luôn luôn có một cuộc sống thật là an lành. Rồi mình xin kính chào.